nhớ review cái trước sân nhà ăn hay của mình nha cả nhà. Anh Trang Tý đẹp lắm nên mình lên đây mình review cho cả nhà cùng xem với mình nha. Những này cây hoa giấy nè, nhiều cây mình cũng không biết cây gì nữa cả nhà. Một hoa quá trời rồi. Quá nên quay được. Cả nhà anh chơi mà phải quay một cái rồi cả nhà cùng xem rồi mới